đau mỏi vai, gáy, cổ. Nguyên nhân và cách điều trị. Chứng đau mỏi vai gáy cổ rất thường gặp trong cuộc sống và ngày càng nhiều người trẻ mắc phải. Đau mỏi vai gáy cổ đâu là nguyên nhân? Nằm nghiêng, gối quá cao dễ sinh bệnh đau mỏi vai gáy cổ. Hội chứng đau mỏi vai gáy cổ xảy ra mọi lứa tuổi do rất nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân cơ học như tư thế ngồi, lao động, gối đầu cao khi ngủ, ngủ tựa đầu lên ghế, nằm xem tivi. Các yếu tố như ngồi trước quạt, máy lạnh, dầm mưa dãi nắng lâu, gội đầu, tắm rửa ban đêm đã làm sụt giảm sự cung cấp oxy cho các tế bào cơ, gây thiếu máu ở các cơ, dẫn đến chứng đau nhức vai cổ, mình mẩy. Nhiều người đến bệnh viện khám cho biết, buổi sáng ngủ dậy đã thấy cứng cổ, đau vai, lưng, nhưng cố vận động xoay cổ, vặn tay, lưng, mong khỏi, song càng làm càng đau và cứng cổ nhiều hơn. Nguyên nhân là cả đêm họ đã gối đầu quá cao, nằm ngủ không đúng tư thế nên các mạch máu, cơ bị chèn ép. Người hay nằm nghiêng, co quắp, khi cơ thể yếu mệt, tốc độ hoạt động của hệ tuần hoàn giảm, việc lưu thông máu và trao đổi oxy trong cơ thể giảm sẽ dễ bị đau mỏi vai gáy cổ khi ngủ dậy. Từ tuổi trung niên trở đi, hệ mạch máu đã giảm tính dẻo dai, đàn hồi nên hay mắc chứng đau cổ, vai, gáy nhất, có khi kèm theo mỏi cổ, nhức đầu, hoa mắt, buồn ngủ, quay cổ nghe lắc rắc, rất khó chịu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Độ tuổi đau cổ, vai gáy đang có xu hướng trẻ hóa với những người hay làm việc ở một tư thế trong thời gian dài như vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép, làm việc liên tục với máy tính, sơn trần, lái xe ô tô ở tư thế ghế ngửa ra phía sau, tay duỗi thẳng phía trước, khiến cơ bắp dễ tổn thương làm cho đĩa đệm cột sống cổ sớm suy thoái, sưng tấy, trực tiếp chèn ép lên các dây thần kinh tương quan vai, gáy gây đau đớn, khó chịu. Phòng tránh và điều trị đau mỏi vai gáy cổ như thế nào? Nên phòng đau mỏi vai gáy cổ từ khi chưa có biểu hiện thương tổn bằng cách khi ngồi hay đứng đều phải đúng tư thế. Khi ngủ chỉ gối đầu cao khoảng dưới 10cm, vừa khít với độ cong sinh lý sau gáy. Phần trên của vai phải đặt ở trên gối để tránh cột sống cổ và các cơ bắp bị kéo giãn. Khi xem tivi nên tựa lưng vào đệm, đầu hơi ngửa ra sau thành ghế, cổ tựa vào một điểm phù hợp với độ cong sinh lý của cổ. Nghe điện thoại nên cầm ở tay, không nên kẹp vào vai. Nếu có chỗ gác tay sẽ giảm bớt độ căng các cơ ở cổ và bả vai. Những người lao động hay phải cúi như diễn viên xiếc, đánh máy, phi công, tài xế nên có những bài tập riêng hàng ngày để khôi phục lại chức năng của các dây thần kinh vai, gáy. Bên cạnh đó, cần tránh các tư thế như căng cổ ngước nhìn lên cao lâu, xoay đầu thường xuyên về bên đau, nâng hoặc kéo một vật với cổ gập, đọc sách ở tư thế cổ gập lâu, ngủ với gối cao hoặc nhiều gối. Khi bị đau mỏi vai gáy cổ nên giúp giảm đau và giãn cơ tại vùng đau bằng cách xoa bóp, dùng thuốc giúp giảm đau và giãn cơ theo hướng dẫn của thầy thuốc. Chỉ nên dùng thuốc trong khoảng 3 đến 5 ngày, nên nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh, bổ sung một số khoáng chất cho cơ thể như canxi, kali và các vitamin C, B, E. Luyện tập các động tác dưỡng sinh như ưỡn cổ, cúi đầu về phía trước, ngửa đầu ra phía sau, nghiêng đầu sang trái, sang phải, xoay tròn đầu và cổ, cử động cổ lên xuống, thường xuyên sẽ phòng được bệnh đau mỏi vai gáy cổ. Nếu bị đau cấp nên nghỉ tập, xoa bóp nhẹ nhàng và chỉ tập lại khi đã khỏi hẳn.